Có cây gì mới không bác? Rất nhiều cây mới. Cây này bao tiền ạ? Đây là 4 triệu. Bông đá đấy cũng được đấy chứ nhỉ? Dành dành là bao tiền ạ? Dành 2 triệu. To đấy. Bằng móc đùi đấy. Xì đây. Ở cây tùng của bác này lâu lắm rồi chưa ra đi được. Để Tết bán rồi, để bán đi Tết. Đúng rồi, đem đến lại đem về. Đang nhiều rồi nhưng mà không ai. Đang nhiều nhưng mà không ai chịu cho nó ra đi. Đấy thì còn cây này thì bao nhiêu? Đấy. À cây đấy 2 lít. 2 lít à? Để mặt quá nhỉ. Nếu vậy thì theo 8 được. Tưởng củ 8 như lại sao? Nó rẻ quá. Rẻ quá. Thế thôi. Quê em đầy. Hai đồng. Hai đồng. Giả. Vẻ đẹp. Bác sờ cái tay vào cho người ta biết nó to nào đấy. Đây. Đấy. Okay. Đẹp rồi. Ôi vậy đúng 2 lít thật, vừa lấy 2 lít kìa. Ông không bán được cái tùng mà lại mua được người cây 2 lít. Đấy. Đấy. Mỗi bên 1 lít à? 2 lít. Có cái gì đâu mà 2 lít. Siêu phẳng. Mẹ siêu phẳng. Trứng như cà rô. Văn Nhân à? Văn Nhân đúng. Đấy. Xẻ xiếc hay đấy chứ. Công cũng được đấy. Cây được đấy. Quay về. Quay lại tí nữa lại vỡ mồm. Nhìn nó giống cây này phết đấy. Cây này cũng bằng giá cái đấy à? Cây cối hay quá nhỉ. Ok để lại xem nào. Về nhờ cái ké cái xe kia cái nhá. Nói cho vui cho bác ra chợ cũng phải thế mà. Nhiều khi là các bác nào mà không hiểu thì nó lại thành cái câu chuyện là buồn. Sàn. Chả biết ông nào ông bán. Xinh đi chứ. Chả biết cây của ai nhỉ. Cây của anh là anh Tuấn đây. Cây à? À cây trung dâu. Đi nữa hỏi vậy. Đi nữa hỏi. Đẹp quá, đẹp. Tông cao, thích tông cao thì lấy cái này hay. Đấy, cây tông cao. Tí nữa chả nhẽ lại phải múc đôi cây về chứ. À này, cấn lắm. Cây của Trung này cũng được đấy. Ô mua bên này. Anh à? Tôi đi vào nước ạ. Quả này như cái trống này hay đấy nhỉ. Cái cục đấy bao tiền bác? Này. Này. 4 triệu rưỡi. Tiền này. Thế lại loại cái này.
Đá. Là ngày xưa là long hay là tầng đấy không biết. Tầng đấy. Tầng à? Tầng nó phá lâu rồi đấy. À, tầng hóa. Rồi. Nhìn những cái trống thích nhỉ. Dăm năm nữa thì tuyệt vời. Quay đằng kia đẹp hơn đúng không? Đằng kia nhiều. Đằng nhiều cây. Còn cái to. Đẹp thịt mà. Giờ đẹp thì khó. Con này hay đấy chứ đùa đâu. Này là bệt này nhiều tiền không ạ? 4 triệu rưỡi. Hai ông này bằng nhau. Càng nhỏ thì càng đắt. Đúng rồi, nhỏ mà tinh thì lại đắt. Còn cái ôm ôm chậu này thì bao nhiêu? 7 triệu. Thì tiền ạ. Hỏi mấy cây tham khảo cho các bác. Đấy, đồ ôm chậu này từ bề biết khổ đấy. Tuyệt vời đấy. Hôm nay là để ở nhà mà như để trống trong nhà này, thích không? Dạ. Cứ về mà làm nhớ chứ không? Để cứ còn nhiều cái tịch. Như gì thế? Cứ vừa tiền. Đúng rồi đấy, nó lý đấy. Bên này một loa này. Một loa này. Đây. Rõ ràng. Cổng Đông Sơn. Đấy. 8 tầng này nhưng mà cụ này là người cụ là chuyển thế lâu rồi nên mắm xẻo đến kia. Đấy, nhìn cái này quê. Đấy. Xuống ngày không đâu. Xì xuống nó định thôi. Đại ca đọc số đi. Chưa lưu được. 0982 705 096. Ông nào thích thì alo luôn trực tiếp. Đọc luôn. Cứ alo hỏi giá cho nó khách quan. Đúng rồi. Cái lúc hỏi lại bay mất rồi. Đẹp đấy, toàn cây chất lượng đấy. Đi săn được đống này không phải dễ đâu, giờ là khó. Đi săn này nhiều tiền không? 3 triệu rưỡi. Đấy, đẹp này nhưng mà rẻ hơn cái cục này nhiều. Xanh rồi đang hot. Xanh đang hot. Đấy, quả trống đồng này nhìn là phê đấy. Quay mà ăn cũng thích cả. Quay nhiều lần phê đấy. Đấy, lên chậu trước cái nhìn khác ngay. Đã có cua chưa? Đấy, nhìn nó chỉ côn lại tí nữa là nó khác ngay. Ủa, súng sáng lại chưa nở bây giờ thì không hết nhỉ? À, nhanh nhỉ? Đấy, nó nhìn nó nở, quay. Nó cứ thu thu về đấy. Hay nhỉ? Đúng cái giò nó nở nữa. Mặt này thì hơi... Yếu tí nhưng mà không sao. Điền có thể móc ra được. Ok, cảm ơn Hiền Minh nhé. Cao độ 1m2, 1m5 và rất già trắng. Dăm thì ổn rồi. Có điều là từ dăm vào bệ là ổn, là chưa được xuất sắc nhưng mà ổn. Già mà đã côn rồi, côn vệ rồi. Và cái thứ hai là rất già. Nhưng mà điểm yếu là vệ chưa được dày, cần dày hơn chút nữa. Vệ chưa được dày và cái những khẩu này còn khá là thô.
giá mà những cái mắt lưới này nó dày hơn, nhiều hơn ấy, thì tuyệt. Cái này đẹp, nhưng mà được cái tuổi của nó thì không có cái gì lại được. Đấy, da nó trắng. Cũng bình định ra đây. Cắt cát, chưa lọc hết dăm này, tôi chưa nhìn thấy cái lá của nó như nào. Có nửa lá này không phát hiện ra được. Xem cái chất lá nó như nào. Về cơ bản thì bệ dễ ổn, tạng ổn, bởi độ già nó không chê. Thế là dăm nó ổn định rồi. Kia quay cái sao? Cái này chính trời được mặt kia, mặt này thì nó không thuận, không thuận, và thân của nó, thân nó còn nhiều cái khuyết. Chỗ này là thân ghép, thân dễ mượn. Thân chính của nó ngày xưa đây, sắp đây bị cắt bây giờ đây. Nói chung là lá không đẹp lắm. Lá không đẹp. Thức luồng hoằng như kiểu lồng lợn ở đây.